Đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương sau những sóng gió đã dần ổn định khi lãnh đạo có hướng phát triển mới cho đoàn quân đứng thứ tư tại giải vô địch quốc gia. Sau khi bị chảy máu lực lượng ồ ạt, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt nói lời chia tay, đội bóng Ngân hàng Công Thương đã quyết tâm làm lại, bắt đầu từ băng ghế huấn luyện. Trợ lý của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, Hoa Khôi Kim Huệ được chỉ định nắm quyền chỉ đạo đội bóng từ mùa giải 2021. Sau khi quyết định giải nghệ, Kim Huệ giữ vai trò huấn luyện viên phó của đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương. Với bề dày thành tích, kinh nghiệm khi còn khoác áo thi đấu, cô gái xinh đẹp bậc nhất làm bóng chuyền Việt Nam đã để lại không ít dấu ấn với câu lạc bộ bóng chuyền ngành ngân hàng. Nhắc đến bóng chuyền nữ Việt Nam, Phạm Kim Huệ là một trong những cái tên được biết đến nhiều nhất. Đó là cô phụ công tài năng trên sân đấu, người đội trưởng đầy bản lĩnh, Hoa Khôi dạng người trên sàn đấu cùng miếng đánh một chân vốn đã mang thương hiệu của số 5 đội tuyển Việt Nam. Năm 2004, khi VTV Cup lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, Kim Huệ là tay đập khiến cho các đối thủ e ngại nhất. Các vận động viên nước bạn khi được hỏi về cái tên đáng chú ý của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, hầu hết câu trả lời đều là Kim Huệ. Kim Huệ đến với bóng chuyền khi đã 13 tuổi, sau một thời gian tập luyện cùng với đội Điền Kinh Trẻ Hà Nội. Cô gia nhập đội bóng chuyền Thông tin Liên Việt Postbank vào năm 1996. Chỉ mất khoảng 3 năm tập luyện, với tố chất bẩm sinh, Kim Huệ được lên đội 1 của đội bóng áo lính. Năm 1999, cô trở thành thành viên trẻ nhất của đội tuyển Việt Nam khi mới 17 tuổi. Và cũng chỉ mất thêm 2 năm, Kim Huệ trở thành đội trưởng trẻ nhất ở câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Gần 20 năm thi đấu với những thăng trầm trong sự nghiệp, Kim Huệ trở thành một tượng đài của làng bóng chuyền nữ Việt Nam với 9 chức vô địch quốc gia, 7 tấm huy chương bạc SEA Games cùng kỷ lục 17 lần liên tiếp tham dự giải vô địch quốc gia. Bên cạnh đó, hàng loạt các danh hiệu tập thể cũng như cá nhân tại các giải đấu trong và ngoài nước. Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Kim Huệ là một trong những phụ công xuất sắc của khu vực Đông Nam Á. Trong những năm tháng với vai trò là đội trưởng của đội tuyển quốc gia, Kim Huệ luôn thể hiện được tố chất cũng như bản lĩnh của mình, là đầu tàu ghi điểm của cả đội cũng như vực dậy tinh thần của các đồng đội những lúc gặp khó khăn. Từ giã sự nghiệp thi đấu, Phạm Kim Huệ lãnh trách nhiệm làm trợ lý cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tại đội 1 Ngân hàng Công Thương. Trên cương vị huấn luyện viên phó của câu lạc bộ, cô để lại không ít dấu ấn với sự nhiệt huyết và sáng tạo. Phạm Kim Huệ từng nhận bằng huấn luyện viên do Liên đoàn bóng chuyền quốc tế mở lớp đào tạo tại Việt Nam. Những thành tích của huấn luyện viên Phạm Thị Kim Huệ trong 2 năm qua bao gồm chức vô địch giải U23 quốc gia, Á quân giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2019 và xếp thứ tư tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2020. Những thành tích cùng vai trò quan trọng của Hoa Khôi đất Hà Thành giúp cô nhận được tín nhiệm của ban lãnh đạo đội bóng và quyết định trao quyền lãnh đạo đội bóng cho Phạm Kim Huệ từ năm 2021. Ngân hàng Công Thương đang ở vào tình thế vô cùng khó khăn. Trong rất nhiều năm tồn tại của đội bóng này, chưa khi nào lực lượng lại mỏng và yếu như vậy. Việc chỉ định Kim Huệ làm huấn luyện viên trưởng cũng là ở trong tình thế buộc phải làm. Và người hâm mộ của đội bóng này đang hy vọng với tài năng và kinh nghiệm của mình, Kim Huệ sẽ vực dậy đội bóng để giúp cho Ngân hàng Công Thương tìm lại vị thế ngày nào của mình trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam.